Kính chào quý vị đang theo dõi tin tức nóng 24 giờ. Kính thưa quý vị, sau khi bị tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt 21 năm tù về tội tham mô tài sản rửa tiền, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ án xảy ra tại bệnh viện thành phố Thủ Đức, ông Nguyễn Minh Quân, cựu giám đốc bệnh viện đang phải đối mặt với bản án thứ hai do có liên quan đến việc mua kit xét nghiệm do công ty Việt Á sản xuất gây thiệt hại gần 15 tỷ đồng. Theo đó thì cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh vừa có kết luận điều tra bổ sung vụ án vi phạm về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ và nhận hối lộ xảy ra ở bệnh viện thành phố Thủ Đức. Công ty cổ phần công nghệ Việt Á, công ty trách nhiệm hữu hạn thiết kế xây dựng, thương mại và dịch vụ Nam Phong trong vụ án này, cựu giám đốc bệnh viện Thủ Đức Nguyễn Minh Quân bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Một số cấp dưới của quân cũng bị đề nghị truy tố trong vụ án. Trong đó, thì Trương Thị Bảo Trân, nhân viên vật tư trang thiết bị y tế Bệnh viện Thủ Đức, bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Nhận hối lộ, Mai Lệ Quyên, trưởng khoa vi sinh Bệnh viện Thủ Đức, bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ. Nguyễn Lan Anh, cựu phó giám đốc Bệnh viện Thủ Đức, bị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Cơ quan cảnh sát điều tra cũng đề nghị truy tố Phạm Vũ Phong, giám đốc công ty Nam Phong về tội vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ. Theo kết luận điều tra giai đoạn tháng 8 năm 2020, theo chủ trương chung, bệnh viện Thủ Đức lên kế hoạch triển khai xét nghiệm chẩn đoán COVID-19 nên có liên quan tới công ty Việt Á và được nhân viên công ty này giới thiệu kit test cụ thể là nhân viên của việt á là lê trung nguyên giới thiệu phạm vũ phong giám đốc công ty nam phong bán kit xét nghiệm do công ty việt á sản xuất nguyễn minh quân với cương vị là giám đốc bệnh viện thủ đức đã ký các quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu là công ty việt á và công ty nam phong không có các bước thẩm định hồ sơ lựa chọn xếp hạng nhà thầu theo quy định qua điều tra xác định công ty Nam Phong đã cung ứng trước lượng lớn kit test Việt Á và việc các bên thực hiện hồ sơ các gói thầu là nhằm hợp thức hóa để thanh toán Phạm Vũ Phong dù biết công ty mình không đủ năng lực, không đủ điều kiện hợp lệ nhưng vẫn sử dụng công ty Nam Phong để thông thầu. Công ty Nam Phong đã thực hiện một gói thầu trào hàng cạnh tranh, bốn gói thầu chỉ định rút gọn, ba ba gói chỉ định thầu mua kit test xét nghiệm do công ty Việt Á sản xuất từ công ty Nam Phong. Kết luận điều tra chỉ rõ, giá kit test của công ty Việt Á sản xuất đã bao gồm 5% lợi nhuận, có giá tối đa là 143.461 đồng một kit test. Tuy nhiên, bệnh viện Thủ Đức đã mua và thanh toán tổng cộng hơn 24,9 tỷ đồng, trong đó công ty Nam Phong nhận thanh toán là 24,3 tỷ đồng. Công ty Việt Á nhận thanh toán hơn 640 triệu đồng. Vụ nhập kit test Việt Á như trên theo kết luận điều tra đã gây thiệt hại cho bệnh viện Thủ Đức 14,9 tỷ đồng. Kết luận điều tra còn chỉ ra vi phạm của một số lãnh đạo, nhân viên Bệnh viện Thủ Đức. Để hoàn thiện hồ sơ mua kit test vi Đá, phía công ty Nam Phong đã chi 997 triệu đồng gọi là tiền hoa hồng cho Trương Thị Bảo Trân, nhân viên vật tư trang thiết bị y tế của Bệnh viện Thủ Đức. Khi bị khởi tố, Trân đã chủ động nộp lại khoản tiền này để khắc phục hậu quả. Còn bị can Mai Lệ Quyên, trưởng khoa vi sinh của Bệnh viện Thủ Đức có vai trò quyết định, lựa chọn kit test đã nhận hối lộ 100 triệu đồng từ nhân viên công ty việt á để đề xuất chọn sản phẩm của công ty này đưa vào bệnh viện quyên đã nhận khoản tiền này thông qua tài khoản ngân hàng của chồng mình kết luận điều tra xác định nguyễn minh quân và nguyễn lan anh cựu phó giám đốc bệnh viện thủ đức có những sai phạm khi quyết định phê duyệt hồ sơ ký hợp đồng với công ty nam phong để mua kistet việt á Đáng chú ý, kết luận điều tra còn cho thấy, ngoài Bệnh viện thành phố Thủ Đức còn có Bệnh viện Trợ Giấy, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, Bệnh viện Quận Bình Tân, Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh mua kit xét nghiệm COVID do công ty Việt Á sản xuất. Cơ quan điều tra thông tin vì thời hạn điều tra đã hết, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh tách hành vi và tài liệu liên quan đến việc mua sắm kit xét nghiệm Covid do công ty Việt Á sản xuất tại 4 bệnh viện nêu trên để tiếp tục điều tra xác minh làm rõ xử lý sau. Trước đó vào tháng 12 năm 2023, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án tham mô tài sản rửa tiền, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại bệnh viện Thủ Đức liên quan đến sai phạm trong các gói thầu mua thiết bị y tế tại bệnh viện này. Ông Nguyễn Minh Quân, cựu giám đốc bệnh viện bị tuyên phạt 16 năm tù về tội tham mô tài sản, 5 năm tù về tội rửa tiền. Tổng hợp hình phạt cho cả hai tội là 21 năm tù. Về dân sự, tòa buộc bị cáo này bồi thường 102,52 tỷ đồng. Bị cáo Nguyễn Lan Anh, cựu phó giám đốc bệnh viện cũng bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng. Cũng trong phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án liên quan đến những sai phạm xảy ra tại bệnh viện thành phố Thủ Đức vào tháng 12 năm 2023, tòa nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trần Ngọc Diễm là vợ của ông Quân, đồng thời giữ vai trò giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Đạo mức án 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo và 5 năm thử thách về tội rửa tiền. Tại phiên tòa bà Diễm khai bà là giám đốc công ty Ngọc Đạo nhưng ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Lợi, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ sản xuất Nguyễn Tâm điều hành. Cứ mỗi lần bà được chuyển tiền mặt hay chuyển khoản, bà nghĩ rằng đó là lợi nhuận của công ty. Số tiền này theo bà Diễm là dùng vào việc mua đất mua nhà. Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Văn Lợi cũng có chuyển tiền riêng cho bà Diễm là 16 tỷ đồng. Đây là khoản tiền mà bà Diễm thừa nhận là để xài riêng cho sinh hoạt gia đình, con cái học hành. Theo cáo trạng, bà Diễm đã che giấu số tiền 103 tỷ đồng mà chồng bà đã tham ô. Sau khi chiếm đoạt được tiền, ông Quân chỉ đạo thuộc cấp chuyển tiền vào các tài khoản cá nhân bà Diễm, chuyển tiền mặt và thanh toán tiền mua bất động sản, xe ô tô cho vợ chồng Quân bà Diễm. Từ tháng 6 năm 2017 đến tháng 9 năm 2020, thuộc cấp của ông Quân đã chuyển vào tài khoản của bà Diễm trên 16 tỷ đồng. Nộp tiền thanh toán thẻ visa, đưa tiền mặt cho bà Diễm mua vàng miếng. Ngoài ra thì vào ngày 13 tháng 9 năm 2017, bà Diễm đại diện cho công ty Ngọc Đạo đã ký hợp đồng mua căn biệt thự du lịch nghỉ dưỡng thuộc dự án Vinpearl Golf Land Resort and Villas, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Giá ghi trên hợp đồng là 18,5 tỷ đồng. Ngày 8 tháng 8 năm 2018, thuộc cấp của ông Quân đã sử dụng gần 2,3 tỷ đồng từ nguồn thu được của 27 gói thầu để thanh toán một phần tiền mua biệt thự trên. Ngày 6 tháng 1 năm 2018, bà Diễm mua căn biệt thự thuộc dự án khu trung tâm phức hợp Sài Gòn Ba Son với giá ghi trên hợp đồng là gần 99,7 tỷ đồng. Thuộc cấp của ông Quân đã sử dụng 37,6 tỷ đồng từ nguồn tiền thu được của 27 gói thầu để thanh toán tiền mua căn biệt thự này. Trước đó, tháng 5 năm 2017, bà Diễm đã cùng với chồng mua thửa đất tại phường Linh Xuân, thành phố Thủ Đức với giá 11,7 tỷ đồng, dùng tiền thu được từ 27 gói thầu để thanh toán. Cáo trạng cũng cho biết thêm, tổng số tiền thuộc cấp của ông Quân chuyển tiền mặt và chuyển khoản vào tài khoản của bà Diễm là 67,9 tỷ đồng. Trong vụ án này, ông Nguyễn Minh Quân là chủ mưu cầm đầu và phải chịu trách nhiệm cao nhất các bị cáo còn lại vì mục đích tư lợi hoặc nhận thức không đầy đủ nên đã thực hiện hành vi phạm tội với vai trò đồng phạm. Về bị cáo Nguyễn Trần Ngọc Diễm, theo hội đồng xét xử phiên sơ thẩm, bà Diễm biết nguồn gốc tài sản có được từ hành vi phạm tội, nhưng vẫn mua các bất động sản nên đủ căn cứ xác định đồng phạm với ông Quân về tội rửa tiền. Vừa rồi là những thông tin tổng hợp về những sai phạm của ông Nguyễn Minh Quân, cựu giám đốc Bệnh viện Thủ Đức và các đồng phạm trong vụ án tham mô tài sản, rửa tiền, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Thủ Đức. Ông Quân và đồng phạm đã phải nhận bản án thích đáng trong phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào tháng 12 năm ngoái với tổng hình phạt dành cho ông Quân là 21 năm tù. Với những kết luận điều tra vừa được bổ sung liên quan đến công ty Việt Á, cựu giám đốc Bệnh viện Thủ Đức sẽ phải nhận thêm bản án nào nữa? chúng tôi sẽ còn cập nhật trong các video tiếp theo quý vị đừng quên theo dõi kênh để không bỏ lỡ còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại